Đây là con sông nước nẻ chảy qua địa phận xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Bên kia sông là 133 hộ dân người Khơ Rê với 469 nhân khẩu sinh sống. Trong đó có 235 học sinh đang theo học tại các trường tiểu học và trung học cơ sở Ba Vinh. Để đến trường, các em không còn cách nào khác là phải lội qua sông. Vào mùa khô, dòng nước cạn nên việc đi học dễ dàng hơn. Vào mùa mưa thì việc đi học của những học sinh này vô cùng nguy hiểm. Lòng sông nước nẻ rộng vài chục mét, có đoạn rộng cả trăm mét. Mùa mưa đang bắt đầu nên mực nước trên sông đang dâng dần. Nhiều đoạn nước ngập ngang người và chảy rất xiết. Để tiếp tục đến trường, học sinh phải tìm ra những khu vực nước cạn để lội đi. Ông Cao Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ba Vinh cho biết, ngoài 235 học sinh nêu trên, thì toàn xã còn có thêm hơn 300 học sinh phải lội sông đi học từ bao năm qua. Vào mùa mưa, khi dòng nước chảy xiết, phải đảm bảo an toàn thì học sinh phải nghỉ học hoặc là ở lại nhà bán trú. Thiết nghĩ các cấp ngành liên quan cần có phương pháp nhanh chóng xây dựng cầu qua sông nước nẻ. Có như vậy, tính mạng các em học sinh ở đây mới được đảm bảo mỗi khi đến trường.